Có rất nhiều món ngâm tương, nhưng mà các bạn đã ăn bơ ngâm tương chưa? Món này chuẩn bị đơn giản và thời gian ngâm cũng chỉ tầm 20 phút. Tất cả nguyên liệu mình giới thiệu ở đây, các bạn thích hương vị của nó thì dùng, còn không thì có thể bỏ qua. Mình thích cái gì nhiều màu sắc á, cho nên ở đây mình sẽ sử dụng hành tây có màu trắng nè. Ớt chuông thì mình lựa trái có màu vàng. Tiếp theo là hành lá cắt nhỏ thì mình có màu xanh đậm. Ớt chuông giúp cho món ngâm của mình thơm và có thể ăn sống được. Ớt đỏ thì sẽ cay. Bạn nào thích vị chua thì có thể thêm một ít nước cốt chanh. Nguyên liệu quan trọng nhất là chúng ta dùng nửa chén nước tương và khoảng 3/4 chén nước lọc. Để tạo vị ngọt trung hòa lại thì ở đây mình dùng maple syrup. Các bạn có thể dùng đường hoặc bất cứ chất tạo ngọt nào mà mình thích nha. Và đừng quên cho nhiều mè rang để thật thơm. Lúc này thì chúng ta đảo đều xong rồi nhớ nếm trước một chút để xem có vừa vị hay không nha. Các bạn cứ thoải mái, ăn cay thì cho nhiều ớt. Nếu thích hương vị của tỏi sống các bạn cũng có thể cho thêm vô luôn. Trái bơ thì tuyệt vời nhất là các bạn ăn vừa lúc nó chín tới. Nhưng mà mình thấy ai mà canh ăn được đúng cái lúc nó chín thì rất là hay luôn. Các bạn lột vỏ bơ xong rồi cắt nhỏ ra thành từng miếng vừa ăn. Với phần nước tương mà mình chuẩn bị thì chắc sẽ ngâm đủ một trái bơ khoảng 300g. Đến lúc cho bơ vào dung dịch nước tương thì mình phải làm thật nhẹ nhàng để giữ miếng bơ còn nguyên vẹn thì nó mới đẹp. Mình đảo đều thật nhẹ tay cho cái phần bơ này nó nằm hết ở dưới cái dung dịch nước tương. Xong rồi mình sẽ để yên đó trong vòng 20 phút là có thể ăn liền. Hoặc nếu muốn thấm hơn thì các bạn để trong tủ lạnh tầm 4 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên món này ngon nhất khi mà các bạn ăn cùng cơm nóng mới nấu. Miếng bơ mềm béo hòa quyện với phần nước tương được pha rất là vừa ăn. Toàn bộ hương vị từ hành và ớt cũng rất là thơm. Hôm nào mà ngán thịt cá thì các bạn nhất định phải thử món này nha. Không thích ăn cơm thì có thể ăn kèm với bánh mì nóng giòn.